Xin chào mọi người ạ, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Aerob, kênh chuyên làm những dự án crypto MMO ạ. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án Hybrid Ether. Để tham gia vào sự kiện Aerob này, mọi người cấp phần lên mình để phía dưới phần mô tả video ạ. Tham gia sự kiện Aerob này, mọi người sẽ ăn chia 1 triệu đô ạ, token từ dự án ạ. Mọi người tham gia sẽ nhận được 8 token HETH ạ, giá trị rất lớn khoảng 80 đô ạ. Đây là giấy dự kiến thôi ạ. Vậy mọi người sẽ nhận thêm 4 token HETH dành cho 40 đô dành cho một rep mọi người mà đội đã tham gia dự án này ạ. Rồi dự án này là một dự án random ạ, random 10.000 người ạ, nên mọi người. Rồi sau đó mọi người bấm start để tiến hành làm nhiệm vụ của dự án ạ. Random 10.000 người ạ. Rồi sau đó mọi người click vào Soul Airdrop ạ. Mọi người tiến hành là nhiệm vụ cho người drop vào channel của dự án trên Telegram ạ. Rồi mọi người click vào, tôi không phải là người máy với mình ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành follow Twitter, like và retweet bài post của dự án về gắn thẻ bằng bì cá kèm theo hashtag với mình ạ. Mọi người tiến hành follow ạ. Sau đó mọi người like ạ. Sau đó mọi người chiếc retweet lại ạ. Mọi người gắn thẻ BNB cho mình ạ. Rồi sau đó mọi người copy hashtag cho mình ạ. Quay trở lại chatbot ạ. Rồi mọi người retweet ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành follow fanpage của dự án. Rồi trên Instagram ạ. Rồi trên Facebook luôn ạ. Rồi sau đó mọi người click vào submit my data cho mình ạ. Rồi mọi người tiến hành gửi ID Telegram của mình ạ. Để lấy ID Telegram mọi người về mọi người nhập như mình row support ạ. Row data box ạ. Rồi mọi người tiến hành copy ID của mình ạ. Rồi sau đó mọi người quay trở lại chatbot của dự án. Rồi sau đó mọi người gửi về ID mình vào ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành follow Twitter ạ, tương tự ạ. Và dự án này mình đã, nhiệm vụ này mình đã làm ạ. Mọi người tiến hành gửi profile lên Twitter của mình ạ. Để mình nhầm ạ. Rồi sau đó mọi người gửi link mình để retweet bài post của dự án ạ. Mọi người vào phần tweet với câu trả lời ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành copy link ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi ID Instagram của mình ạ. Để lấy ID Instagram mọi người về trang cá nhân ạ. Rồi sau đó mọi người copy tên như mình ạ. Mọi người lưu ý rằng tên riêng thằng Instagram thì ID username của nó này chung với nhau ạ. Nên mọi người copy giùm mình ạ. Để chết lại mọi người dán mấy giùm mình ạ. Rồi ok ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi profile link YouTube Facebook của mình ạ. Mọi người về trang cá nhân ạ. Sau đó mọi người copy link ạ. Rồi sau đó mọi người nó hỏi mình để xem về nó yêu cầu mình post trên con server của dự án, post dự án trên con server ạ. Rồi mọi người tiến hành đăng nhập như mình ạ. Nếu bên em mà chưa có tài khoản con server, mọi người dùng Gmail của mình đăng ký ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành post như mình ạ. Rồi sau đó mọi người chụp màn hình lại cho mình ạ. Rồi sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào gửi ảnh lên ạ. Share nè. Rồi sau đó mọi người tiến hành tham gia cộng đồng Discord của dự án. Rồi sau đó mọi người một nhắn tin một câu bất kỳ gì mà nè để dự án chết ạ.
Rồi sau đó mọi người tiến hành copy user name Discord của mình ạ. Rồi mọi người dán vào. Cuối cùng mọi người nhập địa chỉ ví bếp 20 của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví MetaMask Hotspot Wallet ạ, mạng Binance Smart Chain ạ. Rồi sau đó mọi người đã hỏi mình để claim về tham gia sự kiện pre-sale của dự án này cho website nữa chưa. Nếu bạn em tham gia rồi, nếu mà mọi người mà coi video phía trước mình để hướng dẫn claim token từ dự án này, mọi người nhắn chat cho mình ạ. Còn nếu bạn em mà không có muốn ý định tham gia từ sự kiện này, mọi người nhắn clip bên nâu nhắn nâu cho mình ạ. Mọi người trả lời bằng tiếng Anh cho mình ạ. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop này, mọi người có thể copy link mà bằng bì hạn người thân của mình thêm cho cùng ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.